Lột trần lý do khiến cả giới nghệ sĩ Việt không ưa Trấn Thành. Ông xã Haribon bị chính các đồng nghiệp của mình bóc mẽ công khai ngay trên sóng truyền hình. Trấn Thành là một trong những sao Việt hot nhất hiện nay trên truyền hình, với nhiều vai trò khác nhau như giám khảo, ban bình luận, khách mời, MC. Anh được nhiều fan yêu thích vì tài hoạt ngôn hài hước rất đa di năng. Tuy nhiên, Trấn Thành cũng được coi là trùm chuyên gây sự khắp showbiz, khiến đồng nghiệp e dè, không muốn ngồi chung khi tham gia chung các show truyền hình. Vì sao vậy? Hãy xem các đồng nghiệp bóc mẽ vui về Trấn Thành. Hay chụp ảnh quay clip dìm hàng mọi người. Với tính tân tẩn vui tươi, nam MC sinh năm 1987 rất hay trêu chọc các anh chị em nghệ sĩ trong hậu trường. Nhiều đồng nghiệp phải né ống kính điện thoại của Trấn Thành vì anh thường xuyên chụp ảnh quay clip dìm hàng mọi người. Các fan từng chứng kiến Trấn Thành ghép ảnh khó tả của vợ chồng Thu Trang Tiến Luật, quay khoảnh khắc Hoài Linh ngủ gật trong khi cả trường quay game show náo nhiệt. Anh cũng hả hê khi quay được cảnh Việt Hương ăn quà vặt trong hậu trường, lại còn ăn điệu để không trôi son. Trấn Thành ghi cảnh Việt Hương ăn điệu không trôi son. Nam danh hài đăng những tấm hình thảm họa của vợ chồng Thu Trang Tiến Luật. Tại chương trình Giọng Ấy Giọng Ai, MC Đại Nghĩa cho biết hai người em của Trấn Thành là BB Trần và Hải Triều thường xuyên là nạn nhân của Asin. Vì ông xã Haribon hay chụp những khoảnh khắc khó đỡ của họ để mua vui. Là anh em thân thiết nhưng Trấn Thành thường xuyên dìm hàng hai nhân vật này. Nhưng bản thân anh cũng bị ăn miếng trả miếng, các đồng nghiệp trả đũa lại bằng những khoảnh khắc khiến ai nấy bật cười. Tỏ ra quen biết cả thế giới, không biết rõ nhưng lúc nào cũng nhanh nhẩu. Dẫn dắt nhiều chương trình, chạy show mệt nghỉ, Trấn Thành cũng có cơ hội quen biết rộng rãi trong showbiz. Nhờ lợi thế này, khi ngồi ghế nóng hay ban bình luận show truyền hình, anh cũng thường dùng những mối quan hệ của mình để chiêu mộ thí sinh. Điều này từng được diễn viên Anh Tú, bạn trai Diệu Nhi chế giễu. Nãy giờ toàn ngồi kể bạn thân John Huy Trần, bạn thân Khánh Thi mà cuối cùng vẫn thất bại ê chề, không dụ được thí sinh nào. Gặp khách mời nào Trấn Thành cũng tỏ ra quen biết, hiểu rõ họ nhưng hóa ra sai bét. Tại Giọng Ấy Giọng Ai, Trấn Thành từng nhầm họ tên Phạm Quỳnh Anh thành Trương Quỳnh Anh. Sau đó nam danh hài còn nhanh nhẩu nói bài hát nổi tiếng của cô là Bụi Trong Mắt Em. Trong khi sự thật ca khúc tên là Bụi Bay Vào Mắt, anh còn hào hứng hát nhưng sai bung bét lời ca khúc khiến Phạm Quỳnh Anh ngán ngẩm với đồng đội này, xin đổi đội. Phạm Quỳnh Anh sốc khi Trấn Thành nhầm họ tên cô. Nữ ca sĩ cũng thất vọng khi nam danh hài liên tục nói nhầm về các ca khúc của cô, trong khi tỏ ra rất nhanh nhẩu hiểu biết. Chuyên gây sự náo loạn, không chỉ hay nói móc, nói xỉa, đá xéo khách mời, đặc biệt là những người bạn, người anh chị em thân thiết của mình như anh Đức, Diệu Nhi, Ngô Kiến Huy, Trấn Thành còn có khả năng lấy tiếng đè người trong các cuộc cãi vã ôm sờm. Cứ mỗi khi khẩu chiến bùng nổ là cảm thấy không cãi được nữa, anh thường nói nhanh, nói liến thoắng, như mắng chửi sơ sơi vào mặt đối phương, làm ai nấy không chịu nổi mà phải dừng. Vốn không thích ồn ào, Phạm Quỳnh Anh từng phải thốt lên, thật sự nhức đầu khi chứng kiến cuộc khẩu chiến không hồi kết của Trấn Thành và các khách mời khác. Trấn Thành luôn nhanh mồm nhanh miệng, cố cãi cho bằng được trong các cuộc khẩu chiến. Trấn Thành cũng thường xuyên cãi nhau với các đồng nghiệp hay đi quay game show cùng mình như Lâm Vĩ Dạ, Trịnh Thăng Bình, Hương Giang Idol. Anh còn chống nạnh chửi mắng diễn viên Anh Tú như hát hay giữa sóng truyền hình hay định xông vào chiến vào đàn em. Anh còn gây sự với diễn viên Anh Tú đến độ muốn lao vào xé xác nhau. Nghe ngược thế nào cũng nói được, không biết sống sao cho vừa. Dỗi cãi lý, Trấn Thành hay lật lẫy luận của người khác để giành phần thắng của mình, thậm chí biến sai thành đúng, biến không thành có. Nam diễn viên Anh Tú kể trên là một trong những người hay bị Trấn Thành bắt nạt nhất. Nam diễn viên từng phải than, biết sống sao cho vừa lòng, khi bảo gì làm nấy nhưng vẫn bị Trấn Thành trách móc. Trấn Thành quá ngang ngược khiến đồng nghiệp không biết sống sao cho vừa. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người trị được Trấn Thành khiến anh phải tức điên máu nhiều lần, chính là Trịnh Thăng Bình. Tỏ ra ngây thơ, nhưng Trịnh Thăng Bình luôn làm ngược lại những ý kiến của Trấn Thành. Không cãi được Trịnh Thăng Bình thì Trấn Thành lại phát sinh một tật xấu, đó là đổ lỗi tùm lum cho người khác. MC Sam từng méo mặt vì bị Trấn Thành tự dưng đổ lỗi trong chương trình Biệt Tài Tí Hon chỉ vì Asin không cãi được Trịnh Thăng Bình. Kiếm sống chỉ để tranh luận với vợ, nhưng tất cả những điều trên chưa phải là mệt mỏi nhất với các đồng nghiệp khi đi quay chương trình chung với Trấn Thành. Người mà anh hay cự cãi tranh luận nhất chính là Haribon. Mỗi khi chương trình nào có cả hai vợ chồng Trấn Thành tham gia là khách mời mệt mỏi, ngồi nghe hai người cãi nhau hoặc nói những điều chỉ riêng hai người hiểu, còn lại không ai hiểu. Anh Đức, bạn thân của Trấn Thành phải phát biểu rằng, gia đình mà lúc nào cũng vậy, có thương nhau hay không mà tối ngày cãi nhau hoài. Tại chương trình Giọng Ca Bí Ẩn mà Haribon, Trấn Thành là MC chung, khán giả cũng nhiều lần chứng kiến hai vợ chồng nam danh hài mãi mê tranh luận với nhau, thậm chí khách mời còn phải phờ phạt ngồi xem. Cụ thể trong một tình huống, Trấn Thành vừa khen Jun Vũ là một trong những diễn viên trẻ xinh đẹp, là nụ hoa mới nhú của làng điện ảnh Việt, Haribon nổi cơn thịnh nộ khi vừa biệt chồng chê mà đã đi khen gái lạ. Ngay lập tức, Harry hỏi Trấn Thành, vậy còn em là gì, để dằn mặt.
Nhưng trớ trêu Trấn Thành phủ phàng nói Harry Won là bông vạn thọ trong giới showbiz làm cho mọi người không thể nhịn được cười. Chiến tranh giữa hai vợ chồng chính thức bắt đầu ngay lúc này. Dàn khách mời sốt ruột ngồi xổm trên sân khấu để xem hai vợ chồng nhà này tiếp tục cãi nhau. Các khách mời ngồi xổm nghe họ sân khấu để chờ hai vợ chồng này cãi nhau xong. Chén cãi nhau có lúc cặp đôi lại mải mê nựng nhau và tình tứ, khiến các khách mời phải ngại ngùng quay đi. Hết cãi nhau có khi Trấn Thành lại làm đồng nghiệp phải nóng mặt vì tình tứ với vợ như ở nhà. Tóm lại, Trấn Thành luôn là một nhân tố vui vẻ trong các chương trình truyền hình. Vì sự thân thiết với các anh chị em nghệ sĩ nên Asin luôn thể hiện một cách hồn nhiên, có lúc không khác gì như trong hậu trường. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đôi khi anh cũng cần tiết chế lại để không biến các game show thành cái chợ, để anh và các đồng nghiệp của mình biến thành cuộc khẩu chiến cự cãi với nhau quá đà. Tuổi thơ bị đánh toát đầu vì đen xấu, cười hở lợi. Nhìn lại ảnh thuở nhỏ của Vi Thanh Vân mà giật mình. Vì sở hữu ngoại hình xấu xí mà Vi Thanh Vân đã phải chịu bao ê chề, chẳng một lần dám phản kháng. Để có một ngoại hình tạm gọi là ưa nhìn như hiện tại thì Vi Thanh Vân đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Trải qua hàng chục lượt phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên đã phải tắm trắng, cắt lợi, chỉnh răng, nâng mũi, bơm ngực, độn mông, và mỗi lần thực hiện đều tốn hao rất nhiều tiền bạc, sức lực và thời gian. Nghĩ về quá khứ, Vi Thanh Vân lúc nào cũng nghẹn ngào. Cô từng chia sẻ: "Tôi mang một nụ cười hở lợi, mắt cũng một mí, người gầy nhom đen nhẻm. Một lần tôi ra hẻm chơi và bị mấy đứa trẻ con ngang tuổi đang chơi tạt lon ném đá vào đầu, máu chảy rất nhiều. Con đường vào nghề của tôi cũng rất khổ, tôi không được đẹp như mọi người vì xấu xí. Tôi toàn phải đóng vai người ở ô xin, ăn mày, con cóc ghẻ, mụ phù thủy. Từ nghề diễn viên nhí, tôi đi lên làm người mẫu. Tôi từng bị ăn hiếp, từng bị ghét, bị đẩy ra ngoài đường, dìm hàng giật quần áo và rất nhiều điều khủng khiếp khác. Đó là một quá khứ rất kinh khủng." Nghe Vi Thanh Vân chia sẻ về quá khứ của mình, ai cũng tò mò xem hồi nhỏ nữ diễn viên trông thế nào và xấu đến mức nào mà lại bị dè biểu, đánh đập và coi thường như vậy. Tuy nhiên, xem xong những đoạn ảnh thuở nhỏ của Vi Thanh Vân thì nhiều người sẽ giật mình. Để có ngoại hình như thế này, Vi Thanh Vân đã phải trải qua nhiều đớn đau và tuổi khổ. Và đây là ảnh thuở nhỏ của nữ diễn viên. Có thể thấy cô sở hữu đôi mắt hí, nụ cười hở lợi từ nhỏ, nhưng cũng không đến mức xấu xí kinh khủng như cô miêu tả. Nhìn bức hình này, Vi Thanh Vân vẫn còn rất đáng yêu. Cô sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình khá gầy. Bức ảnh được chụp năm 1996, Vi Thanh Vân vẫn đen và gầy. Tuy nhiên, những bức ảnh này nhìn vẫn còn ưa nhìn chán. Đến độ tuổi ngoài 20, Vi Thanh Vân với những góc chụp cận cảnh mới đủ khiến nhiều người giật mình. Nụ cười hở lợi nhìn thấy rõ của Vi Thanh Vân. Sở hữu nhan sắc chẳng mấy ưa nhìn nên cô cũng được đóng đinh cho những vai diễn xấu. Vi Thanh Vân thời còn làm người mẫu với làn da nâu. Giảm 6kg, năm em tự tin đội vương miện khủng tới dự sự kiện. Người đẹp đội chiếc vương miện khủng, ăn mặc lộng lẫy khi tham dự một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài ở ẩn vì tăng cân chóng mặt. Chiều 12 tháng 3, năm em tới tham dự lễ công bố một buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp gây chú ý khi đội vương miện khủng lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời. Sau thời gian tăng cân không kiểm soát, người đẹp đã nỗ lực lấy lại vóc dáng thon thả. Cô cũng đầu tư cho trang phục, phụ kiện hơn để xuất hiện nổi bật ở các sự kiện. Nam em đã giảm được 6kg và tự tin khoác lên người chiếc váy lộng lẫy khi tham gia sự kiện. Nam em cũng chia sẻ tại sự kiện rằng cô đang mắc chứng bệnh máu dễ đông, nên ngoài thuốc thực phẩm chức năng hàng ngày sử dụng, người đẹp còn phải làm loãng máu bằng cách uống nước dừa. Chính vì thế, vấn đề về cân nặng của cô rất dễ bị tăng bất thường. Hiểu được về bệnh lý cơ thể và với mong muốn lấy lại được vóc dáng, nam em đã phải tốn rất nhiều thời gian để giảm được 6kg trong thời gian qua. Với quyết tâm trở lại đường đua V-pop, 8 tháng 3 vừa qua, nam em vừa cho ra mắt ca khúc thuộc về gia đình với phần trình bày vô cùng xúc động về câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ Lương Bằng Quang hốt hoảng khi thấy Lương Bằng Quang sau dao kéo, không phải nó. Nam ca sĩ đã chịu không ít những lời bàn tán thiếu tích cực. Nhưng phản ứng của người thân anh thì hoàn toàn trái ngược. Ai cũng suýt xoa trước diện mạo khác lạ này. Gương mặt của Lương Bằng Quang sau cuộc đại phẫu thuật như một trời một vực với trước đây. Vừa qua, Lương Bằng Quang gây bất ngờ cho khán giả khi tuyên bố mình sẽ thay đổi diện mạo từng gắn bó với anh suốt 37 năm qua. Không giấu giếm chuyện mình sẽ dao kéo, mà ngay từ đầu nam nhạc sĩ đã chủ động chia sẻ từng bước, từ việc gặp bác sĩ tư vấn đến thời gian tiến hành việc đập mặt. Nói về quyết định của mình, anh thổ lộ, mặc dù đã 37 tuổi không còn đi hát, cũng như không cần dùng cái đẹp để kiếm tiền nữa,
Nhưng vì Lương Bằng Quang nghĩ rằng cuộc sống quá ngắn ngủi nên Quang muốn sống những giây phút trọn vẹn. Bên cạnh đó, anh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tự mình quay lại hết các khoảnh khắc tiến hành các công đoạn giao kéo. Cụ thể, Lương Bằng Quang đã cắt mí mắt, sửa mũi và làm lại phần cằm. Chỉ sau một tuần đập mặt thì anh đã khiến mọi người tá hỏa trước một nhan sắc hoàn toàn khác lạ, đến mức nhiều người phải hỏi liệu đây có thực sự là nam nhạc sĩ hay không. Ngay lúc này, công chúng cũng tò mò không kém về người thân của anh sẽ phản ứng như thế nào trước một hình ảnh mới mẻ này. Theo đó, Lương Bằng Quang đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại lời nhận xét của mẹ ruột và các bạn bè dành cho kết quả phẫu thuật thẩm mỹ lần này. Mẹ ruột dường như rất hốt hoảng khi nhìn thấy con trai, bà nói trong sự ngỡ ngàng: "Ồ đẹp đó con, đẹp thiệt, đẹp trai nhưng giống Tây chứ không phải thằng Quang." Cao Thái Sơn trố mắt, bây giờ nhìn anh đẹp trai ra nhiều, nhìn lạ, giống Lai đấy. Trang Ngọc Hằng nhận xét, thích nhất là cái mắt. Mắt nhìn nó sâu hơn, đẹp hơn nhưng không bị giả, còn cái mũi thì tạo cho men hơn, có lẽ do sửa hết nên nhìn mặt nó thon hơn trước, cằm thì nhìn có hậu hơn. Lương Bằng Quang, ngưng 98 tiếp tục thực hiện bộ ảnh mới toanh như đáp lại những lời chê bai từ dư luận khi thấy họ giao kéo. Giờ đây, khán giả lại được dịp xôn xao bàn tán vì kết quả phẫu thuật mỹ mãn, mang lại gương mặt cực điển trai cho Lương Bằng Quang. Hy vọng thời gian tới anh sẽ sớm có những sản phẩm chỉnh chu hơn gửi đến công chúng.